Rồi ok, chúng ta bắt đầu nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game áo cưới giấy phần 4 nha các bạn. Ok, bắt đầu nào. Ok nhá, bắt đầu nhá. Thì lần trước cái thằng rể của con nhỏ này bị mấy con ma nó quất không xong rồi. Bây giờ bị tụi nó dí chạy vô cái căn phòng này nè. Bây giờ phải tìm cách để thoát ra và cứu thằng bộ của mình. Đấy. Nha. Rồi nhá, em làm gì nè? Gì thế? Ui, mới vô mà khó quá. Một con rối gỗ thổi tiêu à? Làm cái gì? Ôi trời ơi, bị khóa rồi. Bên ngoài cổ khóa là mình cần cái chìa khóa đúng không? Bút lông à? Bút lông, tôi tưởng đâu bút lông kim hay gì chứ. Chứ trên bút tạm thời không có nhiều màu, sao có màu được? Ôi rồi ôi, mẹ ơi, khó quá. Ủa vậy đâu đâu có gì thiếu đâu mà xoay nha. Không mở được mắt của hai con cá trâu lõm. Khoan, có gợi ý cho mình. Để xem. À, hình như là chỗ này nè. Sao ta? Đúng chưa? Ôi dễ quá. Bắt đố cái nào khó hơn đi nhá. Từ từ để tôi coi. Này, không phải, không. Cái này thôi chứ cái gì nữa. Cái căn nhà. Thế đúng không? Đúng chưa? Không à. Như hai hai căn nhà nó nghịch nhau hay sao ta? Thấy không? Đúng. Không đúng. Chính xác là không đúng. Sao nhỉ? Nghe hiểu luôn. Quên. Ghế tranh. À. Đấy. Ôi, cái má đố cái nào khó hơn đi nha. Thế mà cũng nghĩ được. Đầu tiên là cái nóc nhà đúng không? Sao nhỉ? Cái này đúng không? Xong rồi tới cái cầu. Không, hình như phải đâu, như cầu này nè. Đúng rồi. Xong rồi tới cái nhà có bức tường đúng không? Ok. Đúng. Chìa khóa. Dáng vẻ này nếu ở thời dân quốc chắc có thể xem là hàng mỹ nghệ phương Tây. Đúng rồi, thời dân quốc làm gì có xài mấy cái này. Đằng sau một chiếc tủ vọng ra tiếng động. Đúng rồi. Ôi ai chia Thôi vậy nhá. Thôi vậy nhá. Bị ra ngoài mà. Chỉ mày nó nói. Chỗ anh có một cửa bí mật nhưng không mở ra được. À, cửa bí mật bị kẹt rồi. Nhưng mà xin mở. Không sao chứ. Khi khi mở cửa anh có thể nghe tiếng của em. Kết quả mở ra chỉ vài người. Chỉ thấy vài người giấy. À. Cũng mà sao nó thoát được vậy? Tôi nhớ nó bị lôi xuống xuống nước mà. Ui, có chuyện ma nó giả. À, không sao bị thương chứ.
Em nhìn thấy anh ngã xuống nước. Anh không bị thương. Sợ ngã xuống nước, anh phát hiện ra dưới đáy hồ có một cái động. Nó liền tới đây. Sau khi vào rủi mật cũng biến mất. Anh bị nhốt ở đây này. Thật ra thật là lạ. Đường hầm nó liền xuống nước. Có cách nói gì về việc này không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy gì đâu. Chú khoan tổng thương thì cho em trước. Em nhốt chúng ở phía sau một cửa bí mật khác. Anh nói anh nghe thấy tiếng của em. Nhưng khi đó em đang điều tra bí mật, phát hiện ra ở trong phòng, không ở nhà trước. Đám đồ kỳ quái đó lẽ nào cũng biết nói tiếng người. Cũng khiếp quá. Anh biết về huyền học, không thể hát Đạo Đức Kinh gì đó để đuổi ma sao? Đạo Đức Kinh là sách triết học, không có tác dụng đuổi ma. Nhưng cũng không phải là hát à. Lắm rồi, không chưa anh ấy. Vẫn thú vị như vậy. Quái. Cho dù không đuổi ma, anh cũng biết cách có thể nhìn thấy ma trước. Nếu nhìn thấy, giết có thể né tránh chúng được. Ừ, anh nghe nói dùng điện thoại chụp hình có thể nhìn thấy. Nhưng chúng ta thử mấy lần rồi cũng thành công. Điện thoại chụp. Đây là phạm trù tập tục dân gian sao? Anh không phải anh đang nói rằng tập tục dân gian không nghiên cứu những thứ này sao? Hình như anh nghiên cứu những thứ quỷ thần này đấy. Nghiên cứu cá nhân của anh thiên về truyền thuyết dân gian. Anh có xây dựng một trang web chuyên trao đổi về chuyện này. Điện thoại có nhìn thấy mang là một người bạn anh... Một người bạn mạng nói lại tin ba cái đồ trên mạng. Anh ấy thường hỏi về những vấn đề liên quan tới hồn ma và u minh. Nghe nói là tìm cách cứu gái mất hồn của mình. Đúng là không thiếu người kỳ quái. Có điều với hoàn cảnh bây giờ của chúng ta cũng khó nói người khác theo dịch chuyển. Không nói chuyện phím được nữa rồi. Không biết khi nào người giấy hoặc những thứ kỳ quái lại xuất hiện. Cần phải cách sớm vào đây thôi. Được rồi, bây giờ hỏi thằng anh bị nhốt ở trong. Đợi em tìm cách cứu anh ra. Anh cũng xem lại trong này có gì không. Mình cũng cảm thấy mình bước vào một thế giới không thể lý giải. Rồi cả buổi tối rồi. Mình sợ lắm. Cũng không biết nên khen anh ấy bình tĩnh hay sao nữa. Nhìn thấy bao thứ kỳ quái vẫn nói không có nghe. Anh ấy nói vậy là để ăn uống mình à. Anh ấy biết mình sợ mẹ. Nhưng anh ấy thật sự tin rằng nói vậy mình không sợ sao? Ôi, vẫn như xưa. Đàn ông gì mà không có tinh tế vậy á. Nhạc thật sự anh em ạ. Ok nha, mở cửa nha. Ôi đồ. Chụp hình hả? Thấy cái này giao diện như của Huawei nè, phải không? Chụp hình kìa. Có chụp được đâu? Đưa cam lên là thấy hả? Mẹ ơi. Thôi con lại nha. Thôi xin. Rồi. Sợ lắm. Mở cửa. Ủa, mở được luôn. Thôi đừng mơ đừng dọa con nghe, con sợ lắm. Ôi, chụp được không? Không chụp được. Ra ngoài hả? Nghiên cứu mật màu đen, bắt chấm đây đúng không? Để làm gì nhỉ? Màu đen. Sao rồi làm gì nữa? Hả, để rửa hả? Hiểu rồi. Từ từ đi coi. Vẽ mắt cho người giấy, có thể rửa mật cho người giấy. Vẽ mắt hả? Mắt đâu mà mắt, không biết nữa. Này đâu được. Được, không có đúng. Ok. Ôi rồi ôi. Tôi nhớ cái gì mà hỏi ba. Gặp đâu rồi nha. Coi nè.
Tới gần bia đá nhỏ của hành lang, dùng điện thoại quan sát nhìn thấy một số manh mối. Vãi nồi. Hello, gì đây? Từ từ. Mẹ ơi, thử cửa nhà mở, lẽ nào có thể rời khỏi đây? Ôi, rồi. Và lại về đây rồi. Có thể là ma che mắt. Ấy, thấy chưa? Bên cạnh chữ thạch có một cái lỗ tròn. Thấy mẹ chưa? Rồi làm gì? À, không được. Mẹ ơi, cái gì thế? Chữ gì đây? Thiệt luôn á. Đã ngu tiếng Hoa rồi mà còn chơi tiếng Hoa nữa. What the hell? Từ từ. Tới hành lang. À, điện thoại. Rồi. À. Chụp hình. Chụp đi. Trời ơi, sao nó... Sao mà nhiều vậy, sao nhớ? Rồi, về lại đây coi. Mẹ. Chơi vậy á. Còn tôi thích trí nhớ không à. Ở bàn hậu viện, sau khi sắp xếp vị trí bài cửu, Như Hình có thể thấy được quân tốt, quân tướng. Như Hình hả? Đây đúng không? Thiệt luôn. Thì ra bấm được camera. Trời ơi, tôi tưởng đâu không có chụp hình được chứ. Hả, quên lộn. Nhầm. Sorry nha. Tôi chơi mấy cái game này bị quán. Sao nữa? Đây đúng không? Này lên đây. Rồi. Thằng qua đây. Xác chưa? Ra vậy. Quân tốt. Và đây là quân tướng. Cái này tượng chứ sao tướng trời. Cái này chứ tượng chứ. Kha, cái gì? Khảm vào lõm ở bia đá nhỏ. Mấy má cứ đi lòng vòng không à. Đây ha. Đâu? Sai rồi, không phải đâu. Sau khi cắm chìa khóa nhỏ, dùng làm đuôi chìa khóa. Vậy không phải rồi. Rồi đó. Ô, chính xác. Ngọc đen trắng. Được chưa? Chính xác chưa? Đúng chưa? Ôi ôi, nghe một giây thế là tôi nghi lắm á. Trời ơi, cái gì thế này? Bát quái hay gì vậy? Có biết chơi này không? Nghéo hiểu luôn. Ôi mẹ. Anh có biết đây là thứ gì không? Hình như là la bàn phong thủy. Có điều không giống hình dạng truyền thống lắm. Em cũng nhìn thấy thứ này ở miếu Lục Lão Thái Gia bên ngoài. Không ngờ lại cất giấu trong miếu thần. Thứ đó bị mất em vào kiểu rồi. La bàn giấu trong tượng thần, chưa nghe cách này bao giờ. Điều này khiến anh nhớ tới một loại vu thuật trong truyền thuyết dân gian gọi là yểm mỹ thuật. Là cái chiêu gì mà đọc mà muốn lẹo lưỡi luôn á. Trong những câu chuyện này, người đắc tội với thợ thủ công liền giấu đồ vật ở kèo nhà dưới đất để nguyền rủa. Sau này người nhà đó đều bị bệnh tật và gặp ma. Trời ơi. Nói chung là bị đắc tội sẽ bị thợ thủ công sẽ dốc cái đồ vật ở kèo nhà đúng không? Liên nguyền rủa rồi.
Nói vậy, có người đang nguyền rủa ngôi miếu này. Cũng có thể là có dụng ý khác. Bản thân là bàn là vận dụng phong thủy, cũng có thể chuyển vận. Chuyển vận? Chẳng phải có thể chuyển vận may đi sao? Chuyển vào đâu trong la bàn? Có nhiều sự quen của khả năng đồ vật tiếp tục nơi này không truyền thống lắm. Có lẽ có cách nói riêng của nó. Từ từ, mình còn chưa xài sao mình biết là bạn có tác dụng hay không? La bàn ráng gì không quan trọng. Nếu như có thể tìm được quy tắc trong phong thủy tương ứng, phải thông qua suy đoán ngược để tìm được gì đó. Tại sao thời cổ đại những người trộm mộ chuyên nghiệp có thể dựa vào phong thủy tìm được mộ? Vì những ngôi mộ sử dụng quy tắc phong thủy giống nhau để tìm nơi xây dựng. Lấy ví dụ, chủ mộ tin rằng trung tâm ba ngọn núi cao bằng nhau là nơi phong thủy tốt nhất để xây mộ đây. Người trộm mộ cũng nghĩ vậy, nên cũng đào mộ luôn. Đúng là đeo kiến quá tri thức, cái gì cũng biết. Nói vậy tức là nếu không xây mộ phong thủy thì sẽ không thể tìm thấy mộ theo phong thủy đúng không? Lý thuyết là vậy. Nghe như thế chủ mộ bị gài hàng rồi, được thôi. Em sẽ thử xem có thể dùng nó để tìm được gì không. Đúng rồi, phải hiện như không. Tìm được một mật thất. Có điều, một số cơ quan thiếu dụng cụ mở ra được. Như có cái búa ở đây thì tốt. Em sẽ chú ý xem có cái nào giống vậy không. À, là bạn dùng thế nào? Cách dùng thông thủ là bàn cần di chuyển dĩa tròn, cho kim và điểm đỏ trên dĩa tròn trùng khớp. Kim và điểm đỏ, sau đó mới có thể căn cứ phương vị để suy diễn. Có điều anh cũng không biết cách dùng chi tiết. Đúng là gà mờ. Không có phong thủy, không thể hàng này. Chuyên ngành của anh không phải làm việc này. Thanh niên này nín rồi, nói nhiều quá. Trời ơi, anh đừng có núp bóng vậy được. Sợ lắm á. Nghe hiểu luôn. Rồi sao? Thôi. Mẹ má đố tôi. Thế tôi cũng chịu được. Từ từ để... Thế tôi ra đây tôi coi coi. Nghe ơi. Đầu tiên là chữ tướng tốt có liên quan gì nhau không? Có cái gì đó nó liên quan chứ. Sẽ nhẹ lại không? Nghe ơi. Gì thế? Ồ. Chữ bát quái hành lang dùng la bàn xếp thành điểm đỏ chữ và bát quái. Bát quái xếp thành một hàng với vạch mảnh đỏ manh mối hả? Sao trời? À vậy hả? Đúng chưa? Vậy là đúng không? Sao nữa? Đấy là cô. Rồi sao? Ô? À. Méo hiểu luôn. À, bắt buộc hả? Trời đất ơi, ôi. Thế mà cũng làm được. Từ. Theo đường thẳng của tôi là cái chữ hàm là xí mũi gì á. Từ từ bình tĩnh nha. Đúng rồi kìa. Từ từ.
Rồi sao nữa? Mẹ khỏe luôn. Phá gì? Phá phá thần hả? Được rồi. Ui. Có mình phải cái gì? Mẹ ơi. Là chu sa hả? Đọc thôi. Thái nhất sinh thủy, thủy sinh vạn vật, chồng chất thành thiên địa, có nơi nước giấu mình dưới đất, tạo hình thái cực, tên gọi là thái nhất thủy mạch. Mạch này chí âm sẽ dẫn sát khí tạo thành ảo ảnh. Có phép vận chuyển ngũ hành có thể từ thủy mộc, cây khô chỗ lá trở thành đất cực lành, thuật này rất nguy hiểm, nếu mất khống chế sẽ từ mộc sinh hỏa, đốt rừng thành hỏa. Nếu làm thuật này, một là cần ở một nơi hưởng ngàn vạn tế bái vạn dân, hai là cần hiến tế theo phép lục tán nơi có thái nhất thủy mạch, nếu chưa khống chế cực kỳ nguy hiểm, nếu sinh sát quỷ sẽ tay mắt không thông thiên. Có thể dùng thái sơn phù niêm phong ép đất thành gò, dùng thổ thắng thủy để nhốt sát quỷ, nếu thành ảo ảnh thành tường không cửa. Có thể dùng hai phù thái sơn xúc địa, mỗi loại một tờ, để có thể phá ảo ảnh. Có thể treo 7 tiền hoa lên cây thành trận loạn bắt đẩu để giúp thế thủy sinh mộc. Cầm hình cà, một cái cầm hình cá, dao rồi cầm hình tròn, lỗ vuông, quyền hình khóa, khai hình dao, hành là hình tròn lỗ. Trời ơi, quá mệt mỏi. Nàng dâu quá cố Thôi Uyển Oanh, cha bán mặt nạ ở chợ kiếm sống, trong nhà đều là người già trẻ nhỏ và phụ nữ yếu đuối. Chú cô bán bánh nếp ở chợ để sinh nhai, vì con gái mất lại không có con nói giỏi. Uyển Oanh coi ông như cha. Nhà Ngô nghe nàng tốt bụng đức hạnh, không chê nàng xa cảnh bần hàn, tặng sinh lễ 600 đồng bạc, cưới nàng vào nhà, kết đôi con trai Mai Khúc của Ngô. Không ngờ Uyển Oanh sau khi vào cửa đột tử, thật là nhà Ngô bất hạnh. Nàng dâu quá cố không biết vì sao âm hồn không tan, nhà Ngô đối xử với nàng không tệ, quấy nhiễu người sống như vậy thật là không đúng. Vốn có thể dùng 100 lá bùa niêm phong quan tài khiến nàng hồn bay phách tán, nhưng dù sao cũng là nàng dâu nhà Ngô, không đành lòng như vậy, nguyện đốt người giấy thế thân hóa thay hồn người chết để nàng trở lại luân hồi. Trời ơi. Ê, chưa chưa đọc. Theo lời xưa, màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng, nhẫn bạc đeo ngón vô danh bên phải là điều cấm kỵ, nhẫn bạc đeo ngón vô danh bên phải được cấm kỵ, lấy giấy vàng viết họ tên cùng ngày tháng sinh thời bát tự của nàng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đốt người giấy của nàng trong tiếng khóc của hai cô gái. Phép này rất nguy hiểm, nếu có sai lầm oán khí sẽ càng nặng, thậm chí nhằm thành thế thân. Tuy chỉ có tình nghĩa một ngày, dù sao nàng cũng là con dâu quá cố nhà Ngô, nguyện ý mạo hiểm phen này. Con cháu bất hiếu trịnh hậu nhân tại đây cầu liệt tổ liệt tông lục lão thái gia bảo hộ, nếu bất chắc mong Phật đường tôn giả trấn áp sát khí. Ôi ôi à, vừa rồi nhìn thấy dưới đó có một chiếc giày thêu hoa, trời biến mất rồi. Phải vẽ hình mắt đúng không? Ôi ôi, vẽ như anime vậy. Ôi nha, thế cũng nghĩ ra được. Từ 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 từ
Ở đó có vẻ xe hoa lúc nãy đi qua đây không nhìn thấy. Chiếc giày này hình như là chiếc nhìn thấy trong phòng phong thủy. Sao chạy tới đây rồi? Cầm điện thoại đâu? Chiếc giày thê hoa kia tới đây. Vẫn là đừng đụng tới nó. Nó mạnh quá. Kệ đi 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 đi. Rồi 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 rồi. Thì nha. Trời ơi, ghẻ gì vậy? Tự tin nha. Hương mà sao không hại mình đâu. Ôi. Thôi 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 thôi. Chết tôi. Coi coi làm gì nữa. Tại phòng dùng điện thoại quan sát. Trên tường xuất hiện manh mối. Dùng điện thoại hả? Ôi đừng 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 đừng. Ôi. Chết rồi, sao lại không nhìn thấy người giấy. Ôi 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 ôi. Mẹ. Thôi rồi. Bỏ. Thấy mẹ rồi. Ôi. Ơi sợ quá không xong rồi. Điện thoại hỏng rồi. Ui. Ơi. Gì mà ghê vậy? Mấy mẹ đố gì khó quá. Chết tôi đây. Cái đập manh mối trên tường. Sắp xếp tiền hoa. Sao mà nhớ trời. Cái coi. Tôi thử dùng điện thoại để chụp lại cái. Chụp lại cái. Khó nhớ quá. Sau này đố game nào dễ dễ chút nha. Trời ơi. Cái bị sao nhỉ? À, ghi âm điện thoại nữa à. Đây đúng không? Rồi đưa coi coi coi. Ôi để coi nè. À, hoán đổi được hả? Rồi rồi để đưa coi nha. Đầu tiên là cái chữ chữ gì nhỉ? Tôi chịu luôn á. Trên đây có một chút chữ rồi dưới nghĩa là đóng luôn. Ai biết chỉ với. Từ 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 bình tĩnh bình tĩnh. Mấy ai cũng chịu à, khó quá. Đấy, game nào mà giải được không cần coi cho nó đỉnh lắm đấy. Đấy ha. Sao nữa? Đây. Đúng không? Phần này. Lên đây. Đúng chưa? Vẫn chưa. Vâng. Đâu rồi? Được chưa? Chìa khóa dây cót. Dùng để món đồ chơi nào đó. Thì thế. Ôi chiếc giày cứ như theo mình vậy. Chưa thấy ra vào không nhìn thấy nó. Đúng rồi. Thôi Yến Anh nói lại về người lấy thân cho Trương Sơn Thùy. Kết hợp manh mối cho biết được ma nữ này khi còn sống cũng là người tội nghiệp. Gia đình phong kiến nhiều thị phi. Khá giống gia đình em. Anh đừng nói linh tinh. Cha mẹ em chỉ xong sẽ xem trọng môn đăng hộ đối. Chỉ vì khá rất thoáng. Thôi không nhắc về này nữa. Mà nữ bị nhốt ở đây không thể siêu sinh. Chúng ta nên đốt người giấy thế thân cho cô ấy giải thoát.
Việc này quái dị. Anh thấy ma nữ hình như đang dẫn dụ em. Đừng mạo hiểm. Thực hiện các nghi thức kỳ quái thì hơn. Nếu như cô ấy muốn hại em, thì Tết Trung Nguyên hôm qua đã quá đã gì? Đã hại rồi. Em đón cô ấy tìm tới em, người có duyên trùng, để giải cứu cô ấy. Mình mới chúng ta biết được không toàn diện, không thể không dễ dàng kết luận. Em là người làm công tác truyền thông, chắc hiểu đạo lý hơn ai hết. Nhưng cũng không thể vì sợ tin nhầm người mà không tin ai cả. Ví dụ ai vô cớ bỏ chạy, cố xuất hiện có phải em cũng nên tin anh không? Đợi chút, anh ấy biết công việc của mình, xảy ra vẫn quan tâm tới mình. Mơ tưởng là yêu em nói giúp em. Ừ, trong truyền thuyết của nhiều quốc gia đều có tên, đều cho rằng tên có ma lực, có thể dùng để hãm hại đối phương. Trong Bảo Phát Tử nói, nếu biết tên của nó thì nguyên rủa hãm hại. Sinh thần bát tự viết âm lịch giống em ngày 15 tháng 7. Sự trùng hợp này rùng rợn quá, ừ ghê quá. Nên biết can chi với liệu anh biết được, tính ra là ngày Tân Mão tháng Mậu Thân. Nhẫn và vật dẫn lửa tìm ở đâu được chứ? Thật là tốt bụng, bật lửa em tặng con thử sao? Sự dốt thuốc rất bền, không hỏng cũng không đổi. Không biết bịa lý do nha. Không biết bịa lý do nữa. Rõ ràng anh cai thuốc từ lâu rồi. Nhẫn bạc à, làm bằng nhẫn bạc hả? Khá nhỏ, không khắc chữ gì. Anh ấy mang nhẫn trong người để nào đến hôm. Chưa nghe nói anh ấy có bạn gái, thôi kệ. Đi qua tới mình chứ, chả muốn hỏi. Thôi nha, làm việc nha. Mệt. Thôi, cái này đám đây, cái này là đám đâu? Mở công tắc trên ghế rối gỗ trong đồ cổ. Ở đâu vậy? À, đây. Đúng chưa? Ôi, con rối thổi tụi hả? Phải giúp nó. Hãy cái gì? Hãy vào lúc ký tự ngũ âm biển vàng duy trì thổi âm tương ứng. Phím số 1, số 5, 5 lỗ. Ừ. Ê, làm thôi. Nào. Thất bại. Cần diễn tấu âm dương khi... Ông cũng biết mà. Làm sao? Sau khi thổi tiêu, tôi còn chưa biết như thế nào này. Tiêu từ trên xuống, có thể dùng chuột để nhấn. Khoan khoan mấy má, khó quá. Từ từ, hình như cái này gợi ý nè. Biết rồi. Từ từ, chụp hình lại cái. Khó quá, cũng nghĩ ra được. Coi nha. Sao ta? Rồi. Cái gì lẹ vậy? Chưa coi luôn á.
Cái gì mà lẹ quá vậy? Sao ta? Làm sao? Trời ơi, thôi rồi, thổi vô khó quá. Thơm, đầu tiên là hai cái sừng nai, cuối cùng thì không nhớ luôn á. Từ từ, làm gì gấp vậy? Cần diễn thấu âm tương ứng. Rồi sao? Làm sao? Thôi qua đi. Hay đầu quá. Khó quá. Ê. Mèo nhớ luôn. Ủa, bỗng đúng hả? Lẹ quá. Thôi bỏ qua đi. Khó thế cũng làm ra. Ok, giờ mình có làm gì nè? Yeah, thiệt luôn á. Đố gì mà khó thế? Có cán lục giác, nhìn rất khó dùng để vận. Để coi, giấy vàng làm gì? Để cho bàn thờ của phòng phong thủy ha. Thôi quá sao nữa, dùng để đốt về giấy từ nhá. Chưa đâu, đốt hả? Sao đốt? Cắm trên cửa lớn phòng Tây Dương ở hậu viện. Cái gì vậy? Cắm hả? Đâu nhỉ? Không biết. Dùng bút màu đỏ ghi họ tên lên giấy vàng. Tờ quay lại đó. Trời ơi, cái bút này em ghi lên chưa? Đúng chưa? Cái này làm gì nhỉ? Sau khi trên tay người giấy phòng phong thủy có keo nước, có thể dán lên trên. Không, tôi không thấy gì cả. Rồi sao nữa?
Khó. Từ từ. Ôi. À, gì ta? Trước cửa hòm Lai Dương. À, đúng rồi, đúng rồi. Quên. Đây đúng không? Chính xác rồi đó. Đúng chưa? Rồi sao nữa? Dùng con tướng để đắp vô đúng không? À đồ, được luôn. Quả nhiên vừa vào nhìn thấy giày thêu hoa. Cửa này vừa rồi khóa chặt, sao nó vào được? Sao mình lại suy nghĩ vấn đề theo cách của Trần, của Chu Thần Thủy cứ cứ sao ấy? Nếu bị quá về sao có thể thích được? Hình như nghĩ những việc này đúng là phân tán tập trung, không còn sợ gì nữa. Đừng có tự tin vội thế nhé. Ôi cái gì? Ui, nó đen kìa. Chết cha. Thôi đừng đứng nghe. Bảo mình dẫn cô ấy tới. Cái gì vậy? Vừa rồi là ảo giác, hình như Chu Thần Thụy hồi đại học. Vậy việc này là sao? Nếu như cách nói đó là đúng, những ảo giác này là kiếp của mà. Ui, khi mình học đại học đã nhìn thấy Chu Thần Thụy. Trời đợi bọn nhóc con gái. Anh ấy lừa mình. Có chút rợn người. Cúp đi, cúp đi. Ôi, cái gì thế? Trên báo biết vụ xảy ra ngôi nhà này sao? Chân tướng nhà họ Trịnh, biết bên dưới phế tích nhà lớn của nhà họ Trịnh đột nhiên xuất hiện mật thất, mật đạo. Đã là việc của việc người qua đường đều biết. Gần đây có người biết chuyện nói trước có quan gia tài chủ ghé thăm nhà họ Trịnh, danh nghĩa đánh giá cổ vật, thật ra là tham ô hối lộ. Không biết mật đạo này là che mắt người khác hay là tai vách mạch rừng. Nghe nói vật giấu trong mật thất nhìn thấy mà kinh, nghĩ hẳn nghe thấy là sợ rồi. Hình tượng thiện nhân trăm năm của nhà họ Trịnh chỉ sơ thành mây khói từ đây, chỉ sợ ta nói từ đây. Biết người biết mặt khó biết lòng, dù là người như hình như bóng cũng khó biết hành động lúc vắng mặt. Huống chi sân lớn nhà sâu, thấy cây chẳng thấy rừng này. Ừ. Ôi ghê quá. Thì ra đây chính là âm mưu hả? Trời ơi, mọi thứ gần sáng tỏ rồi. Sao nữa ta? Rồi làm gì nữa? Ôi mẹ ơi, né ơi, luôn khó, luôn đố những câu mà ngớ ngẩn luôn đấy. Cái gì đây? Cái gì đây? Tôi vừa mới làm gì? Rồi là sao? Có thay đổi được gì không? Không. Méo hiểu luôn. Quá mệt. À, dùng lò bát quái, cái đoạn dùng phong thủy ha. Rõ ràng có vấn đề mà. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Có ai có gợi ý gì không? Hết ý tưởng rồi. Để coi. Cái này không liên quan, nó không liên quan. Trên đèn khổng minh có số manh mối. Có hả? Ở đâu? Manh mối đâu?
Ồ, tỷ rồi. Đèn khổng minh nhìn thấy trên đường sao? Đừng đụng vô. Rồi. Thôi chết tôi rồi, tôi không dám nhìn đâu. Ui. Ui. Đó là cảnh hỏa hoạn của căn nhà. Nhưng đây không phải là kiểu bị cháy. Không như cháy. Trên đèn khổng minh có thêm mấy chữ. Lại là sao nữa đây? Mấy người chụp hình là mình nói cái trí nhớ quá kém rồi. Đấy. Kể chưa? Không, phải. Tờ để mình nhớ coi. Hình như là đây. Rồi. Ở đây đúng không? Rồi rồi. Nhảy chú thích chứ có phải gì đâu trời. Quái gì? 1, 2, 5, 6. Ủa thì sao mà không làm đúng ta? Rồi sao? Ủa? Rồi một cái gì nữa. Rồi hai. Một, hai, ba đúng không? Rồi, biết. Đầu tiên là một. Xong rồi tới hai. Rồi xong rồi tới số 3 đúng không? Rồi. Ê, trời ơi. Sai rồi, đây nè, đó. Xong rồi. Qua đây. Tiếp. Được chưa? Kéo nước. Rồi. Để coi sao đã nha. Quá mệt mỏi, tôi mệt quá. Nói coi coi. Ui. Rồi. Nhìn kỹ lại chiếc nhẫn nhỏ như vậy. Giờ nay mà còn nghĩ thế à. Thế là đeo ngón út để thể hiện mình đọc thơ mà không hẹn hò gì. Không biết này đâu. Đôi quá tới mình. Dạ, chứng tỏ cô gái này vẫn còn thương cái anh đó. Rồi sao nữa? Đốt đúng không? Phải đốt rồi. Đọc hướng dẫn như sử dụng nữa. Đầu tiên, sau khi nghe điện thoại một lần, dùng điện thoại với điện thoại hỏng có thể ghi âm được. Rồi, thử coi. Rồi. Trong bị nợ bỏ thấy con gái. Anh thấy lừa mình. Rồi nha. Đây là ghi âm nãy đúng không? Thôi Uyển Anh dùng tính năng ghi âm điện thoại để ghi lại tiếng khóc của điện thoại. Ok, đã xong. Cần có tiếng khóc của hai cô gái. Làm sao đây? Lẽ nào mình cần khóc nữa? Không khóc nổi, từ nhỏ giờ khóc đâu. Nghĩ tới việc đau lòng ghi lại tiếng khóc thôi. Học liền chắc chắn không khóc được. Nghĩ sao nói khóc khóc liền chạy phải theo tự nhiên chứ. Trước đây từng gặp rất nhiều chuyện cũng không biết chia tách được chúng ta. Nhưng có một ngày anh đột nhiên biến mất, hoàn toàn mất liên lạc. Ít nhất anh phải cho em một lời giải thích chứ. Tại sao cũng cần phải có một nguyên nhân chứ. Anh biết em thất vọng tuyệt vọng như nào không? Không luôn. Cũng không may không ai nhìn thấy. Không thì sẽ hủy hoại hình dạng hoàn mỹ
Vậy mà cũng thế mà còn sợ nữa. Kìa, nó giam. Sao nữa? Giam đi đâu? Thì mình đi đâu nhờ? Về nha, xong nha. Để coi. Đặt điện thoại bàn giam để trên bàn thờ. Tự nhiên cái khóc giam cái để bàn thờ không hiểu nổi luôn. Nghiêu hiểu. Để làm cái gì? Rồi sao đốt đúng không? Đốt chưa? Bật tiếng khóc trước. Cho điện thoại bật lại tiếng khóc để giam sẵn. Đều không. Đây đều là không có thằng giam vào thôi. Rồi đốt luôn. Ui vậy. Ui. Yeah. Ui. Sao tiện đốt xác mình vậy? Thôi gì thế? Mà chết thay chính là cô. Sao thế? Vừa rồi mình... Người giấy đó biết hình dáng của mình. Ám sát rợn người này. Chỉ người lúc ẩn hiện là sao vậy? Để nào như thất bại rồi mà trở thành ma chết thay. Mình đã làm như thế trong sách nói mà. Là Trương Thần Thủy nói sai xin thần bác tử sao? Bên ngoài tiếng mở cửa. Lại là tiếng gì vậy? Mình cảm thấy luôn có một đôi mắt đang nhìn mình. Mình phải đi hỏi Trương Thần Thủy. Trước rồi đi nhặt điện thoại bàn thờ lên. Mất điện thoại rồi. Bàn thờ nói đâu? Nếu có điện thoại. Cửa phòng bên cạnh mở rồi. Sau khi vào đây cảm giác lạnh ở người như bị theo dõi tạm thời biến mất. Xem ra ma không nhớ vào Phật đường. Phải vậy chứ. Không được. Ai biết sẽ biến cố gì. Hơn nữa nơi này cũng khiến mình cảm thấy bất an. Nguy hiểm mình vẫn còn bên ngoài. Phải làm gì nha. Ôi trời ơi. Bên. Lại khó với tôi nữa. Xem kính chạng hoa trên tủ quần tay Dương để xem hết 6 hình vẽ, nhận được manh mối. Trời ơi má cười ghê quá. Thôi đừng có cười nữa. Nè. Xem hết 6 đường vẽ nhận được manh mối. Làm sao? À, ra là vậy hả? Trời đất, quỷ thần ơi. Ui, mẹ. Má ơi cười, mà gian ác quá. Đánh nha. Được rồi, rồi, bớt cấy đi. Rồi. Tém lại. Cười quá khẩu nghiệp nha. Hình như vô phòng này nó thanh tịnh hơn. Thông qua manh mối của kính vạn hoa sắp xếp trên tay. Trời ơi, thầy con tôi lạy luôn á. Khó quá. Cái khó thế cũng nghĩ ra được. À được hả? Ơ ui. Ờ có quần áo được luôn. Ờ coi có gì. Thấy đi ra là nói cười hi hi nữa nè. Thấy chưa? Nhìn thấy gì chưa? Đấy. Tôi bảo mà không có sai đâu. Chính xác luôn. Nó lại cười nữa.
Ôi, Trương Thanh Thủy, anh thấy chưa em? Anh thấy đâu rồi? Không cho lại mình. Thôi thôi, đi 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 đi, ghê quá. Ôi trời ơi, chết tôi rồi, lại giải đố. Thôi mà, đừng có cười nữa. Đã biết, mệt. Game khó quá. Đố thế. À, này nó có hình trên này đúng không? Không phải nồi chứ. Cái gì thế? Đúng chưa? Chính xác chưa? Nói tôi sai đi. Nè, chính xác chưa? Đúng chưa? Sao nhỉ? Khó thế. Không, không phải đâu. Ừ đó, thế đấy. Không được. Này phải... Thế thôi. Cái này để góc trên này nè. Mốt có gì mình kéo xuống thôi. Nó vậy đó. Má bớt cười nha, tôi bật kê. Đấm cho phát giờ cười. Cười cười cười, ghét. Câu nhờ. Không có đúng. Trời ơi. Ở đâu ta? Đây đúng không? Không phải, phải đâu, không phải đâu. Không phải đâu. Trên này. Chính xác rồi. Trời, mình phải giải cái này đã. Ừ đó. Rồi. Sao đây? Mất thể lực quá nha. Được chưa? Sao ta? Phải reset này coi. Từ từ.
Nhức đầu quá. Này qua đây. Đúng chưa? Cái chỗ này em mất ngủ luôn á. Thôi nha. À, đâu nhỉ? Không. Thế coi. Nó gỡ ra gắn ngược lại đi. Gì ta, sao mà tệ thế? Nè, quá tệ. Sao nữa? Ê, phải thật. Sao lại thế nhỉ? Ê, trời khó đấy. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Ôi, chết xác. Rồi sao nữa nhỉ? Ơi. Có cái trời, có cái này mày không có lên được. Mấy anh tĩnh tâm xíu rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, ngồi mà giải hết cái này chắc em mọc râu luôn á. Đừng cười chọc em nhé, chết đi. Mẹ cứ cười mãi không thôi. Chính xác. Xác luôn.
Chính xác. Thế rồi em ơi. Mẹ ơi, dậy dưới xong rồi. Mẹ. Mẹ khó anh nè. Đâu có dễ thế. Đấy, chưa. Ôi. Kê chưa? Yes, chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Ôi, ôi. Đây là giày treo hoa. Không lọt nó ra, không lấy được đồ bên dưới. Ôi trời mẹ ơi. Bỏ mẹ rồi. Ơ, à, kỳ thế. Đây là chuyển chuyển xử ra khi chủ nhân của giày còn sống sao? Chuyện xảy ra, trời ơi, dịch chi thế đấy. Chi tiết thân chân thực mình không thể ngửi, mình như thể ngửi thấy hương cỏ. Xem ra kết thực sự cảm giác không thể có nhiều chi tiết như vậy, vì để không dẫm vào con sâu đó cô ta chẹo chân. Xem ra rất lương thiện sau khi biến thành rồi là quá. Là sao? Ờ? Có ý nghĩa gì nhỉ? À, là mang viên ngọc nó ra đó đúng không? Đây. Không, 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 phải, phải, phải. Lộn rồi. À. Tượng đồng tử. Tượng đồng tử đúng không? Rồi. Chưa. Cái gì vậy? Rồi đọc chữ nữa. Lục Tán Bồ Tát là tượng thần nơi khác. Từ thôn nào đó lan truyền thiên hạ. Tổ tiên tộc Ngô may mắn được bảo. Được bản sao kinh điển khi thiếu khuyết. Hưởng lợi vô cùng. Nhưng vì dân bản địa ngu ngốc có thể hiểu được sự thần kỳ của võ thượng thần này. Ôi, gì thế? Hôm nay cuối cùng Ngô cũng tìm được tế phẩm thật nhất. Nhờ trận cuối cùng có thể vận chuyển, có thể gì? Chuyển vận mạnh mẽ, tế tự hung hiểm để đề vào bất chắc, dùng thuật gửi vào người giấy. Nếu bất hạnh bỏ mạng, có thể giữ không diệt. Chờ thời cơ. Kinh điển đã giấu ở nơi bí mật. Trời biết, Ngô biết, tránh cho người khác biết được. Cuối cùng thành lại người khác. Rồi sao nữa nhỉ? Hãy thấy cái đồng hồ. 1, 2, 3, 4, 5, không biết nhớ không nữa. Tôi quá nhức đầu rồi mày. Ok, sẽ tới đồng hồ. Một, hai. Được rồi, đi coi. Một
Rồi tới 2. 2 rồi tới 3. Xong rồi tới 4. 5. Đúng chưa? Ui! Mẹ! Chơi vậy á, ai chơi lại? Ra đi, làm tân nương của Lục lão thái gia là phúc phận của ngươi, có phúc hơn nhiều so với chỉ làm thiếu phu nhân của nhà chúng ta. Không chỉ ngươi tới đó hưởng phúc, đợi hoàn thành hôn lễ, cha mẹ ngươi cũng sẽ có được một khoản tiền. Cha mẹ gì không mong quan phúc mà gọi tiền không à. Rồi mắt của ta dữ, rất mạnh mẽ. Giơ trong vòng tay trái, đàn không bên giống nhau, tay trái đeo vòng tương tự. Đây là việc cô ấy gặp phải trước khi bị hại sao? Người bị chọc mù mắt kia chính là lão gia nhà họ Trịnh. Xem ra không phải là người tốt. Rồi ở đâu đó ta? À, tôi biết rồi. Đi qua đây. Đây nè. Đúng không? Đúng chưa? Quan sát con rối rồi. Thấy mẹ rồi. Ồ. Ờ. Ôi. Thôi bỏ. Từ nãy đi. 1, 2, 3, 4 phải không? Nói chứ thì tôi không có nhớ. Chỉ nhớ tôi giờ này bị kém. Quan sát ấn thứ tự 1, 2, 4. Lọt khăn chùm đầu tân nương. Một, đúng rồi. Ôi trời. À mà. Khoan 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 khoan. Xí. Từ từ reset lại. Từ nha. Chỉ nhớ tôi là quá kém rồi. Trời, đây sẵn sàng rồi. Vô. Má đố gì vậy trời. Coi. Đầu tiên là 1, 2, 4 không? Số 3 đó là số 4. Trời ơi. Phương số 1 giao trước nè. Rồi số 1 đúng không? Số 1 ra giữa. Rồi số 1. Giờ tiếp số 2 ở đâu nhỉ? Số 2 là số 2 qua ngoài cùng. Đúng không? Số 2 ngoài này. Đúng. Giờ tiếp số 3 nè. Số 3. Số 3 giữ nguyên rồi. Rồi. À. Số 3. Ê! Mẹ ơi! Bấm lộn, sorry, tôi bấm lộn. Chán, dây tình. Nguyên là 1. Ê, ủa nó đổi vị trí hả? Thấy mẹ rồi. Bấm nhầm nút thôi mà. Rồi, để coi coi. Đầu tiên là số 1 ở miếng ngoài đúng không? Miếng ngoài tiếp số 2. Số 2 ra ngoài cùng. Số 2 vô phía đầu. Số 2 ra ngoài cùng rồi. Tiếp số 3.
Số 3 nè. Số 3 này đúng không? Rồi đúng. Ui, thấy mẹ rồi. Thấy hình vẽ bị xáo trộn rồi. Hữu ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Làm sao? Ờ, điều chỉnh mảnh ghép bên phải. À, điều chỉnh giống như cái hình giống vậy ha. Trời đất. À, rồi rồi, hiểu 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 hiểu. Rồi rồi rồi, đi 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 đi. Thôi đi chụp lại cái. Không chạy đi, chạy lại mệt. Ừ, có lộn rồi, lộn rồi. Ok nha. Ok đi thôi. Rồi. Đâu nữa nhỉ? Thôi mà đừng có cười chỗ đó nữa, tôi sợ lắm. Thôi nha, cút nha. Này đúng không? Xong rồi tới cái tay. Không ngọc bội chứ. Rồi ok. Tiếp tới là cô gái. Qua đây. Ok nha. Ok nha. Nhảy ra ngoài cùng rồi. Rồi. Chết rồi, chết rồi. Sao ta? Hai giải đấu giúp với. Thế ơi, đi ngược lại khó quá. Rồi chưa? Ổn không? Ừ. Ok chưa? Nào sao nữa, sao nữa? Sao nữa nhỉ? Trời ơi. Trời ơi. Ok. Thì rồi. Nó phải đeo đúng hướng của nó trước đã. Rồi sao nữa? Rồi ok. Thank you.
sao nhỉ? Nghe đố này khó nữa. Chưa, trời ơi, giết tôi rồi. Mất kỹ nhẫn quá. Ôi. Thôi, bé nói nhiều. Quá mệt. Được luôn á. Sẽ ra chuyện gì vậy? Bên cạnh đây hình như có bóng phát ở xuất hiện. Đốt người giải thích bại rồi. Em trở thành ma chết tay. Có phải điều anh nói với em là sai không? Anh cứ cái bé thần bí. Thả thêm được gì à? Không kịp suy nghĩ nữa rồi. Nếu như em trở thành ma thái thân, chỉ e là ma nữ đó sẽ hãm hại em. Phải mau rời khỏi đây. Làm sao ra khỏi đây? Rời đi rồi có hiểu vấn đề không? Năm xưa anh bỏ đi có hiểu vấn đề không? Tìm cách trải nghiệm của nhà cũ. Chắc chắn ở đây cô ta mới có thể làm được số việc. Bên ngoài chết an toàn hơn ở đây. Anh đã tìm được lá bùa hóa giải ảo giác. Chỉ có một lá không biết có tác dụng không. Thì tốt rồi, thôi đi thôi. Đừng chậm trễ. Anh phải làm sao? Không cần lo cho mình. Mặc dù không biết lý do, nhưng chắc chắn người ma nữ đó cần tìm là em. Cô ta chắc không cần anh làm ma thân đâu. Đừng nói nhiều nữa. Nếu như không phải vì em, anh căn bản rồi sẽ đâu cút. Vậy là mình đi. Nghe cự tuyệt thế. Ôi, người đâu phủ thế. Sau khi tập đủ hai lá bùa cái hóa giải ma che mắt, phải cho hành lang đi tới bên ngoài nhà lớn. Ma che mắt hả? Ở đâu? Đốt hai lá bùa cái hóa giải ma bịt mắt sao? Ui, chỗ cửa hình như có gì khác lạ, nên thử xem. Đi thế cũng không ra khỏi đây. Ôi, chết rồi. Cái tranh gần ở đây. Haruka kìa. Đúng là có thể ra được. Mà lại cho chết tiệt này. Những cảm giác đáng sợ không còn nữa. Xem ra ma nữ không thể ra khỏi ngôi nhà được. Vừa rồi hình như cứ tức giận, nghi ngờ có căn cứ. Nhưng thì bây giờ hiểu rồi là làm ảnh hưởng tâm trạng mình sao? Gã kia vừa rồi cố tình khiến mình tức giận để mình không do dự lập tức chạy thoát thân. Ôi! Đi! Đi thôi! Ôi! Cái gì vậy? Hy vọng của ai đã trốn thoát. Tình hình khi đó nếu cô ấy cứ tiếp tục ở lại, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Gần đây vọng là tiếng mở cửa. Em sẽ quay lại. Thôi Hiển của anh đưa sạc dự phòng dụng cụ cho Trương Thân Thụy. Có những thứ anh có thể tự giải cứu. Em có thể đi được rồi. Không, chúng ta cần cùng nhau trốn thoát. Anh là gì của em? Đâu có tư cách quản em. Em muốn có ai cãi em. Ừ, người ta cứu mình thôi. Anh thử khởi động cơ quan. Giờ định hình một chút. Bình tĩnh một chút, nghĩ kỹ lại những anh nói ảo giác. Điện thoại tờ báo là như điều dẫn dắt mình nghi ngờ Trương Trần Thủy. Nhưng nơi này có hai người sống là mình và Trương Vân Thủy. Chắc chắn phải tin tưởng và dựa vào nhau. Nếu không sẽ khiến chúng mình càng thêm tin tưởng nhau thôi. Thật không may, thật không hiểu nói mà thử muốn làm gì. Ôi, làm thì làm được điều gì tốt đẹp chứ. Ôi vậy,
điện thoại gãy lên kìa. Này, anh mở được một cánh cửa bí mật. Hai bên ngoài đợi anh. Anh gọi điện thoại sao? Từ lúc vào thị trấn thì thế em không gọi được nữa. Anh cũng thử rồi, không có được, không gọi đi đâu được khác, chỉ thể gọi cho em thôi. Thị trấn này chạy đến ngoài. Hiện tượng này rất không khoa học. Điện thoại không kết nối trực tiếp mà sẵn có trung tâm chuyên tín hiệu. Có thể thực sự hợp sẽ chúng ta đâu thể liên lạc được. Mệt. Bây giờ làm sao? Ở đây cũng mở cửa bí mật, có thể liên quan tới công an mở. Đừng vào, có thể có nguy hiểm. Em đã ở trong nhà nửa ngày rồi, con phải vẫn chưa chết đó sao? Được thôi, chú ý an toàn. Rồi thất ra, ủa mà thất ở dưới hả? Ôi, ui vậy? Ôi, tất cả là sao? Xong chương 4. À, cửa vào đóng rồi. La bàn xoay loạn lên. Cửa vào bên này cũng đóng. Xem là chúng ta có tìm cách thôi. Nói như vậy ha, hai căn phòng này hô ứng với nhau, có nghĩa rằng tượng trưng cho âm dương gì đó. Vậy thì hai bên nói không chừng là gần nhau và nói liền nhau. Thì chúng ta vừa nói liền cửa ra. Rồi, có đây rồi nói, chúng ta chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Nhưng định phải nói, bây giờ lập tức. Người cũng vừa nói, không gì cả. Lưu manh quấy nhiễu, tình địch chia rẽ, cha mẹ ngăn cấm. Em tưởng chúng ta trải qua nhiều vấn đề như vậy rồi, có lần nào cũng phải vượt qua. Kết quả có thể bạn đột nhiên biến mất. Em nghe được nhiều lời đồn đại. Có người nói vì em ngoại tình, có người nói vì anh chơi gay, có người nói rằng anh để em sai ngã xuống nước vì anh quá đi sập của kém chết vì tình. Anh không để tâm tới người khác nói gì. Cái gì thế? Người khác nói gì em đương nhiên không quan tâm. Nhưng anh biết mất không rễ thích. Anh có biết em tức vọng người nào không? Cứ năm xưa anh được tiệc mời, anh cảm giác như có lẽ đang tìm em, sợ liên lụy tới em nên bỏ đi. Nói cụ thể đi. Năm đó tốt nghiệp du lịch thị trấn nhỏ này. Trời ơi, tấm thiệp giấy không biết xuất hiện ở trên tủ đầu giường khách sạn từ lúc nào. Trời, coi đâu không có luôn á. Việc biết tên em là rất đáng ngờ ra. Là chính là bức thư nguyền rủa thông thường. Anh tưởng rằng nó sẽ gặp trò đùa. Kết quả anh phải gặp rất nhiều chuyện kỳ quái. Nhìn thấy một đứa kia, còn nghe tiếng thét của ta, thì hơi cũ kỹ. Tiếng nói đó bảo anh tìm em, dẫn em tới. Anh tưởng rằng tuy không được sơ hở gì, nhưng mà chắc chắn là chỉ là trò đùa. Cho tới hôm ngày hôm đó, anh tận mắt chứng kiến xuất hiện dưới nước cái em dưới thuyền. Anh không biết có thật là có hay không, anh tìm tới tiền hay không. Nếu như là ảo giác, vậy có thể anh có vấn đề về thần kinh. Bất luận nguyên nhân nào chăng nữa đều không an toàn cho em. Vậy thế anh chỉ có thể rời xem tìm nguyên nhân tướng giải quyết đề. Sima, trong phân tích tư duy kỹ robot của anh, không có lựa chọn nào, không có lựa chọn nói chân tướng sự việc cho em biết. Chúng ta cùng hiểu vấn đề sao? Bất luận nguyền rủa hay thôi miên, hoặc là cái gì khác chăng nữa, chắc chắn cần phải có môi giới. Môi giới mới có thể lan truyền đi được. Mình không, tại sao cô ta không trực tiếp tìm em? Anh không hiểu quy tắc của cái là gì. Tôi nói chuyện lâu dài quá.
Tiếp đi. Em biết anh cũng vì muốn tốt cho em, nhưng anh cũng hiểu rằng em là một người độc lập, có chịu trách nhiệm. Sau này có việc như vậy nhất định phải nói cho em đây, không thể tự ý quyết định tự mình gánh chịu. Ừ, hiếm khi nghe thấy anh ấy nói một lần nhiều như vậy. Mình cũng không biết nên cảm động tức giận nữa, mình cần thời gian để nghiền ngẫm số thông tin. Trong chương này, chương thần thoại Thủy Yến anh sẽ cùng thám hiểm nhấn vào nút phía dưới trái để đổi qua sẽ hai người. Ra là vậy. Ok, chắc tạm ngưng đây các bạn. Thì hôm sau mình sẽ chơi tiếp nha. Ok, hẹn gặp lại video sau nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.